Xin chào các bạn. Hôm trước shop đã giới thiệu với các bạn bộ kem hồng cung màu cam. Hôm nay shop mình sẽ quay clip để check về bộ kem hồng cung màu hồng này nhé. Để cho các bạn thấy là sản phẩm của bên shop như thế nào. Hiện tại clip này là của shop kem hồng cung chính hãng 01659447339. Đây là bộ sản phẩm 5 trong 1, bộ sản phẩm màu hồng. Và để kiểm tra sản phẩm thì đã có cái mã vạch, cái mã code ở đây. Giờ các bạn hãy cùng Năm sử dụng cái phần mềm check code để kiểm tra cái mã vạch này nhé. Đây ạ, các bạn thấy đúng chưa? Khi mà check vào mã vạch thì sẽ ra luôn bộ sản phẩm màu hồng đây. Bộ sản phẩm 5 trong 1 màu hồng có hình ảnh của sản phẩm rõ ràng đây. Còn đây là bên trong của sản phẩm. Bên trong của bộ sản phẩm màu hồng này thì chúng ta sẽ có 5 sản phẩm giống như cái bộ màu cam thôi ạ. Đây là lọ serum. Lọ serum của bộ kem hồng cung màu hồng này nó khác với loại serum của hàng nhái. Lọ serum này các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta giơ lọ lên thì sẽ thấy serum đậm đặc, sánh, không bị loãng. Đây là lọ kem chống nắng nhé. Kem ngày và kem đêm, đủ 5 sản phẩm trong một bộ. Ngoài ra thì trong bộ màu hồng này sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng và một bộ dùng thử. Bộ dùng thử này tương đương với 3 sản phẩm kem chống nắng, kem ngày và kem đêm của bộ to. Khi mà các bạn nhận hàng mà đối với những người mới sử dụng lần đầu ấy thì các bạn nên sử dụng cái bộ test thử này trước. Cái bộ này dùng được khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Nếu như mà các bạn dùng thấy ok thì các bạn sẽ dùng tiếp đến cái bộ to. Còn nếu có một vài trường hợp các bạn mà có vấn đề gì về da, ví dụ như là dị ứng, mẩn ngứa, thì các bạn vui lòng giữ lại cái hóa đơn và inbox lại cho shop thì shop sẽ hỗ trợ cho các bạn trả lại hàng và shop sẽ hoàn tiền lại cho các bạn nhé. Bộ sản phẩm màu hồng này có công dụng là dưỡng trắng, trị nám, thâm mụn rõ rệt, trị tàn nhang rất là tốt. Với bộ sản phẩm màu hồng này thì phù hợp với các bạn có làn da nhạy cảm. Các bạn mà có làn da khô, da nhạy cảm, cực kỳ mẫn cảm với rất là nhiều các cái thành phần, sử dụng nhiều sản phẩm không hợp thì các bạn nên sử dụng cái sản phẩm màu hồng này nhé. Và những bạn mà da hỗn hợp, da nhờn cũng đều dùng được bộ màu hồng. Những bạn mà da nhờn thì bộ sản phẩm màu hồng này sẽ giúp các bạn kiềm chế cái độ nhờn. Còn những bạn da hỗn hợp thì nên dùng bộ màu hồng. Đó là công dụng của sản phẩm. Còn nếu các bạn mà có thắc mắc gì hay là muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này, hay là có cái vấn đề gì mà cần tư vấn về cái tình trạng da của mình, thì các bạn vui lòng inbox qua số Zalo 01659447339. Shop mình sẽ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một làn da đẹp.